Xin chào các bạn đã trở lại channel của Hữu nha. Đây là một kiểu tóc hôm nay mình làm rất là tuyệt vời nè các bạn. Là mình nhuộm màu tím Valander lên cho cái anh này. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất là thời trang luôn. Thời hạn đầy đủ cá tính của các bạn trẻ luôn. Và đây mình sẽ hứa hẹn là một cái màu tóc này, Tết này nó sẽ chiếm lĩnh vực rất là cao. Các bạn xem nha các bạn. Lỡ chân khúc rồi anh nó sần. Hôm qua mới lên con miếng nghỉ. Rồi không tài hay là nó dẫn cái mỏ vậy cái quặng. Thì đây đều là những cái clip mình quay thực tế nha các bạn, không có cắt ghép. Nên các bạn nào mà muốn xem clip của mình mà có thể học tự học ở nhà luôn được á. Thì mình quay toàn bộ là thực tế các bạn ơi. Không ghép nhạc không gì trơn. Đây là những cái mình đang nhuộm tóc rồi nè. Nhuộm rồi quay sang quay ngang xong mình ủ. Mình ủ ủ với bạc lên. Đó là cái hoàn cảnh của tiệm mình quay toàn bộ là sự thật không cắt ghép. Nên các bạn trẻ nào có muốn học nghề mà ở nhà luôn á là cũng có thể vào clip mình xem rồi có thể tự học nghề ở nhà. Mình chia sẻ về hắt tóc nè, rồi nhuộm tóc nè, rồi đầu mắt xa mặt, rồi lấy cái tay, rồi cạo lông mặt này kia nọ đó. Các bạn xem là các bạn có thể tự học ở nhà được, rất là dễ dàng thôi. Mỗi một clip như vậy mình sẽ làm riêng từ món từ như vậy. Thì thí dụ clip nào cạo lông mặt thì clip đó mình sẽ chia sẻ về cạo lông mặt không, clip nào nhuộm thì mình chia sẻ về nhuộm không, lấy cái tay rồi đó thì mình chia sẻ về clip với lấy cái tay thôi. Thì như vậy các bạn sẽ dễ dàng học được ở nhà luôn đó. Thì mình cũng ghi lại nhiêu đây thôi nha các bạn, là cho các bạn tự động trải nghiệm nha. Thank you.
nhỏ hơn cách trước không luôn á. Hớt xong rồi giờ ngâm đầu rồi nha con. Trời á. Hớt xong rồi. Ủa, đi luôn hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang thực hiện nhuộm tóc nha các bạn ơi. Nhuộm một màu tóc màu tím và lavender. Đây là tóc mình đã tẩy được lên level 9 các bạn. Mình đang xả tóc rồi dùng cái tinh chất khử vàng để khử đi cái ánh vàng đi, rồi cho màu tím lên. Con ghé cái gì nào? Bụng nó hơi. Cái hồng gâu của tôi cái gì? Bữa nay chơi lớn nhỡ hồng gâu luôn rồi các bạn, nhỡ hồng gâu luôn. Chơi lớn ăn mừng các bạn ơi, bữa nay kênh mình được 1.000 subscribe rồi. Bữa nay chơi lớn nhộm thầm câu luôn. Người ta ăn mừng mua heo quay nữa này kia, ăn mừng mình rồi chơi ăn mừng mình nhộm câu. Nhộm xong hơi xả ra coi thầm câu cho các bạn xem chơi có đẹp không hay là dưới quỷ rảnh cái mỏ như quặng chết luôn. Về bình thường đó, có ai thích nhậm gâu không các bạn? Quậy quá quậy. Cái gâu mình nhận đây là tinh chất khử vàng các bạn, nhuộm rất là an toàn, da đầu không có hư hại, trang không ngứa, không gác luôn, thơm phức luôn, tư xanh, còn nghiêng qua xí. Thấy không các bạn, tóc nhuộm level 9 đó,
mà đưa tinh chất khử vàng vô nó bay cái ánh vàng hết trơn nè. Cái này mình để gì mình thành xám ánh xanh cũng được nữa nè, có cần giảm không? Tóc không hơi hạn mất được nè. Có ai thấy tím qua là đời cho các bạn, đây là một tím qua là độc nhất vô nhị luôn đó. Nhìn nó tha. 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 Nhìn nè. Đẹp ghê không? Không đụng hàng hết trơn. Hàng đó hả? Ừ. Thank you.
xem mà các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Tóc gì mà này thứ này, tóc nó không hư luôn, không mất gược luôn. Còn thấy 300.000 một tí. Đặt ở Sài Gòn tốt người này, đặt ngoài bán về còn nhưng mà không có. Rồi hầm cầu tôi sao thầy. Đấy hầm cầu hoài luôn hay sao ta. Không thấy tôi dòi nó liều mà hoặc cho tôi không xài lâu. Cái này quên thằng hết hết. Muốn lấy một hũ hấp dầu về xài không? Chỉ dầu nó 60.000 một lít. Không xài nó hút dầu mà em luôn. Đọc chiêu mà không? Tiếng thế mà mưa đó. Này là tiếng qua cà chứ chưa có lên thêm. Này tiếng qua lander quá. Lander. Giờ tăng tiếng qua cà còn đậm hơn là tiếng quế. Thank you.
tết này nè, mấy cái màu đỏ thành hầm luôn. Tại tại cái hầm câu chính xác luôn này. Cái hầm câu chính xác luôn. Cái đuôi cái mắt cái đuôi. Mà đi mình
tay không bằng chủ rồi. Lấy nhát quá, con gái lứa rồi nha. Yeah.
Mới
Đây là một tác phẩm đã hoàn thiện toàn bộ các bạn. Nhưng mà các bạn xem chơi. Đây là màu tóc màu tím Valander đó. Màu tím này là chắc nhất hiện nay rồi các bạn. Và mình tin rằng cái màu tím này là Tết 2020 các bạn trẻ sẽ dùng rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, quá đẹp, quá chuẩn luôn. Nhưng mà màu này nó không hư hại tóc luôn nha các bạn. À, mình làm cho cái anh này thì nhuộm ít sót luôn, không sót da đầu luôn, giảm tối thiểu sót ngứa luôn, gác giảm rất là nhiều. Đây là tác phẩm mình đã hoàn thiện, rất là đẹp trai các bạn. Màu tím Valander, tím chuẩn luôn đó, tím ánh xanh, không đụng hàng luôn, quá đẹp nha các bạn. Ai xem clip mình có thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có nhiều động lực ra những video tiếp theo nha các bạn. Đó, quá đẹp trai. Video mình cũng đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống, để có nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình nha các bạn. Thân ái chào tạm biệt nha.